Xin chào các anh em. Thì trước khi mình đến đến đoạn video bắt vé 11 giờ trưa thì mình có một cái thông báo rất là quan trọng muốn báo đến các bạn rằng là kênh Võ Đường Giới Việt này sẽ tạm ngưng hoạt động trong vòng 2 đến 3 tháng. Thì mình sẽ chuyển qua mình up các video qua một cái kênh mới. Tên kênh mới đó là Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, mà mình mới lập được cỡ hơn tuần để mà mình up cho các bạn tiếp tục theo dõi tất cả các video, bao gồm các tạp chiến giới toàn thư và diễn biến các trận đấu lớn của miền Trung, như miền Trung Smarter vừa rồi rất hấp dẫn luôn, và miền Nam và cả toàn quốc nữa. Thì anh em nhớ chịu khó bấm vào cái kênh mà mình để cái link bên dưới phần mô tả để các bạn đến và bấm vào đăng ký theo dõi để không phải bỏ lỡ bất cứ cái tập nào của mình nha. Thì mong rằng trong tương lai thì sẽ tiếp tục được sự ủng hộ của các bạn xem và chia sẻ để mà cái phong trào chơi đá giới này tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn. Rồi xin chào, chúc các bạn xem video này vui vẻ. Ok. Ơi, hiện tại mình đang có mặt ở Phan Rang, cái hồ Điều Hòa của Phan Rang nha. Thì hiện tại là 11 giờ mấy rồi, gần 11 giờ thì trời đang rất là nắng đó. Thì hiện tại mình đang đi với Thanh để đi bắt dế. Thì lúc đi Thanh nói thì trò bắt dế giờ này làm gì mà có dế, nhưng mà mình sẽ bắt cho xem đi thế nào gọi là bắt dế, tinh thần bắt dế. Hôm nay mình sẽ bắt dế chỗ này. Chỗ này tại sao mình biết chỗ này nó có dế đó, mấy chỗ này tại sao mình biết nó có dế, vì mình đêm trước đó mình đã đi rình rồi thì nó rót dế rất là nhiều, nhưng mà nằm trong kẽ. Hôm nay mình sẽ đi nảy nó lên để bắt đầu mình sẽ kiếm dế. Mình nảy bắt đầu từ những cái kẽ này nè, thấy không? Hôm nay mình sẽ quyết tâm mình sẽ bắt được. Thằng dế nó gây rét rét không? Đó, thấy không? Ngay tại đây luôn. Kể nó đi, mình sẽ nảy, bắt lớp mình nảy hết. Quay nè, quay nè. Chụp nha. Đó, coi quay cánh vô. Chụp mình lại, chụp lại. Đây. Con nào không? Con có mà chạy qua đây hả? Ừ. Để coi kiểm tra đi coi. Đất luôn. À, đây này thiệt. Hai nó chạy qua đây được không? Đúng rồi. Chết nói à. Đất về là người ta có nói không? Nhìn đẩy thả lại. Mình cây cho người ta luôn rồi. Có thấy con cò lửa. Em thấy con lửa luôn hả? Ừ. Đây nha, đây. Đây nha. Đây giờ. Đây. Một con mua pha. Pha. Chụp nó. Vậy là có giới nha. Đó đúng, 1.3 luôn. Dạng rất là ngon. Đó, anh em coi này. Để lũi mất giờ. Nha. Lên bắt ném nó chưa? Nha, nè. Đây. Đó giữa trưa nắng nha. Nói không có dế hả? Bắt cho coi luôn. Quyền rau quyền chân nha. Dạng 1.3 luôn nha, 1.3, 1.4 luôn á. Rất là ngon. Wow, đã quá. Thôi đá hút đầu vô.
dế ú không đó, tôi đi bắt cho thèm luôn, bữa sau là tự mình vô bắt luôn, bây giờ ở nó có dế sướng không, chỗ cỡ này mà đem đi đá thì hơi bị sướng quá, thủ chiếc bù quá đá 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 ngon ngon, một em nhớ hộp có sẵn nha. À, một em một em thấy chưa, mình phải qua em thứ hai này, còn hơi có lửa nữa này, có hai một kén nữa nữa, hai ba con lận nhiều lắm, mình lại tiếp này tiếp ngưng, tạm ngưng quay video đây là để khi nào này cái bắt tiếp, ngưng bấm đỏ là không bấm đỏ là cái